Thân ái xin chào tất cả quý vị, xin chào tất cả các anh em trong làng audio. Lời đầu tiên trong buổi sáng nay, kính chúc các quý vị, các anh em một ngày mới tràn đầy niềm tin, yêu và tràn đầy năng lượng. Hôm nay quý vị Sài Gòn Audio giới thiệu đến với các anh em chúng ta một đôi loa cũng là thương hiệu JBL. Loa JBL nhiều quý Nguyễn cũng hơi bị nhiều. Thương hiệu JBL cũng đến từ đất nước cờ hoa. Vâng. Đó là đôi loa model của nó là JBL 940. Vâng, các bạn nhìn xem, đôi JBL 940 này là một đôi da cũng khá là cao các bạn nhé. Nó cao đến 1m08. Nó cao 1m08, phía dưới có cái chân đế, nối liền nha. Chiều rộng của nó là 47, chiều sâu là 26. Đôi loa màu màu gỗ. Màu văn gỗ và lưới a căng là lưới bằng nhựa nguyên bản luôn. Đây các bạn xem. Phía dưới này có cái tem JBL ở chỗ này. Đây các bạn, đấy. Tem lặn ở trong luôn nha. Vâng, và bây giờ chúng ta lấy luôn cái lưới này ra để chúng ta tham khảo cho nó rõ ràng nha. Cấu hình và cái bề ngoài của đôi loa là như thế nào. Ta để tạm cái lưới đó. Vâng. Các bạn thấy đôi loa JBL 940 có gồm có 4 đường tiếng nè. Một chép titanium luôn. Và một mid cao, một mid tầm cao. Một mid tầm cao này cái đường kính cũng là 14. Và một mid bass hay là gọi là mid tầm thấp á. Màn giấy viền vải luôn. Tất cả những cái kênh này mà màn giấy viền vải. Rất đẹp, mũi vải luôn nha, mũi vải này mình chặn nhúng vô rồi nó trở ra thôi. Đấy, nó trở ra thôi. Đấy, và là mít này mít 20. Và một bách 25, một bách 25 màn giấy viền vải, tất cả cái loa này là viền vải cho nên viền này rất bền. Viền này thì chơi có thể là khỏi sợ rách, khỏi sợ hư. Trừ trường hợp mình tác dụng vật lý vào nó thì nó rách thì nó hư thôi. Vâng. Bây giờ các bạn nhìn xem phía trước mặt loa là một màu đen. Có bốn cái loa nhìn rất đẹp, nhìn từ xa nè. Và các bạn theo dõi tiếp chiếc loa phía bên này, bên trái màn hình của các bạn đây. Quý Nguyễn lúc nào cũng quay rất rõ để cho các bạn xem. Loa này trợ kháng của nó là 4 ohm cho nên tiếng nó rất sáng. Và sản xuất tại USA. Và đôi loa này chơi được nhiều thể loại nhạc, loa rất đẹp các bạn nhé. Luôn đấy. Và các bạn nhìn thấy là các bạn là sẽ thích ngay những đôi loa như thế này, vừa nghe hay, bài đẹp. Vâng. Và bây giờ các bạn xem phía sau của chiếc loa, mình mục đích mình quay cái này, đôi loa này là 17564, mình coi cái series có trùng không. Cũng gần như là liền kề các bạn, nên 17559 này. Đấy. Vâng, gần như liền kề. Còn các bạn xem luôn phía sau của đôi loa này, đặc biệt những đôi loa JBL mà hai lỗ hơi như thế này nè, theo kinh nghiệm của mình là rất hay, rất tuyệt vời, nghe rất hay. Đây là phía sau của cái loa nha. Và các bạn xem như vậy thì cũng đã rõ ràng với một đôi loa JBL này rồi. Đôi này thì cho ra đi giá của nó là 14 triệu. Ai căng của nó zin, ai căng nhựa các bạn nhé, ai căng zin, vải zin luôn. Và bây giờ tiếp đến mình giới thiệu một cái sản phẩm kèm theo, đó là một cái đầu đĩa Sony MD với model của nó là 920 JB 920. Chiếc đầu đĩa MD Sony này còn đẹp keng luôn các bạn, không một dấu trầy, dấu vết trước nào cả nhé. Những cái đĩa MD thì mình mua cỡ 50.000 một cái, chơi MD thì rất tốt. Và chơi đầu đĩa dãy mã này thì có chức năng dạy mã này thì các bạn nên nhớ là hãy chơi những cái đầu đĩa không có đĩa mồi, theo mình là vậy. Đấy, đầu này thì đọc được tất cả các loại đĩa MD này nè. Đấy, và khi mình chơi dạy mã nhạc từ trên mạng xuống thì mình không cần đĩa mồi, và mình nó dạy mã cho mình được 24 bit. Những cái đầu đĩa mà tăng phô, gọi là tăng phô trứng ngỗng này, người ta rất thích luôn. Chiếc cái đầu đĩa này còn mới toanh các bạn, rất mới toanh luôn. Đây, các bạn nhìn từ xa đây, không có chỗ nào chê luôn, phải nói là vậy, nó mới vậy nha.
Đầu đĩa này giá ra đi của nó là 7 triệu có cả cái dây. À, 7 triệu cả cái dây dây optical nhé các bạn. Vâng. Đây có các cổng, hai cổng vào optical và một cổng coaxial để cổng ra và cổng analog nha. Vâng. Và các bạn chơi những cái đầu đĩa này thì nhạc chơi trên mạng xuống thì nó phong phú hơn, nó đầy đủ hơn và dễ chơi hơn. Vâng. Bây giờ xin mời các bạn nghe một chất âm của cái đầu đĩa này qua đôi loa JBL 940 tương tác với một chiếc âm ly Marantz 1250. Chiếc âm ly 1250 này giá của nó 22 triệu 500 ngàn đồng. Âm ly Marantz với Luckman với Denon thì đánh JBL thì khỏi phải chê, khỏi phải lăn tăn nha. Bây giờ xin mời các bạn. Đây, mình đang chạy đầu đĩa MD này và đĩa MD luôn á.
Vâng, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn những clip lần sau. Xin chào.